Sám nguyện hộ pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cúi lại mười phương tam bảo, chứng minh con tâm đạo kiên cường. Nghìn đời chỉ một con đường, hướng về giác ngộ phi thường bao la. Nhưng chánh pháp đã xa thời Phật, biết bao điều giả thật khó lường, biết bao những kẻ vô lương, âm mưu chống phá đủ đường bất nhân. Kẻ hiểm ác không cần chân lý, mà chỉ nuôi ích kỷ hẹp hòi, ác tâm thủ đoạn không thôi, để gây ra cảnh suy đồi đạo thiên. Hoặc là chúng dùng gươm dùng súng đập phá chùa tượng trống nhà không, tăng ni bức hại não nùng, sách kinh xé đốt tan cùng bụi tro. Hoặc là chúng giả vờ vào đạo, giả vờ như hiếu thảo ngoan hiền, rồi tìm cơ hội điều nghiêng để mà bày kế ngã nghiêng tăng đoàn, lén lút dùng lợi danh lôi kéo, khiến từng người suy yếu đạo tâm, không còn vì đạo thậm thâm, chia năm xẻ bảy ngấm ngầm hại nhau. Ai tài đức rêu rao nói xấu, ai chân tu truyền khẩu vu oan, trắng đen lật ngược hoàn toàn, mọi người dao động hoang mang lạc đường, dùng độc dược tổn thương não bộ, để bậc hiền vô cớ loạn tâm, hoặc hư tạng phủ âm thầm, chẳng bao lâu phải chịu nằm một nơi, dùng sắc đẹp lả lơi hấp dẫn, gài bẫy người ôm hận cả đời, danh thơm phá nát cả rồi, đạo lành cũng chịu tiếng đời nhiễu nhương, mượn danh Phật xiển dương một phái, dụ dỗ người phải trái chẳng rành, xúi người xa lánh chư tăng, kêu người thôi học đạo lành Như Lai, muôn vạn cách làm sai lẽ thật, khiến đạo màu sẽ mất không lâu. Chúng con rai rứt lo âu, nguyện trên hộ pháp nhiệm màu sáng soi. Nguyện thứ nhất, con thôi si ám, tinh tấn tu không dám buông lung, để nương vào sức đại hùng của mười phương Phật mà chung kết đoàn. Nguyện kế tiếp, tâm an trí sáng, để nhìn ra muôn vạn âm mưu, hiểu ra lòng dạ kẻ thù mà lo chống đỡ mặc dù khó khăn. Nguyện gia hộ những lần nguy khốn, con phàm phu ngu độn tầm thường, phải nhờ Phật lực phi thường, dẹp tan hiểm nạn mở đường thoát ra. Nguyện đạo pháp bao la khắp chốn, được xương minh yên ổn tu hành, bởi vì tứ chúng nhiệt thành, khôn ngoan dũng cảm đấu tranh giữ gìn. Nguyện quốc chủ anh minh ủng hộ, để đạo màu phổ độ chúng dân, xây nền đạo đức xa gần, làm cho đất nước vạn lần hưng long. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát.